Bắt đầu nói với nhau đấy. Thế có chán hay không thì nó cải thiện nhau như thế là cùng. Đam mê nghịch nước chưa bao giờ thay đổi. Lòng xếp bóng thật. Ấy, thế này không nghịch. Con đen tiền này anh nuôi thì đẹp thật. Các anh nào nuôi phong thủy thì bắt con này đẹp lắm luôn ấy. Bắt đầu cào rồi. Không bóng luôn chân này, quả chân như cột đình luôn. Ê, ê, ê. Bắt đầu khều đấy. Khều khều đấy. Đẹp chưa? Mọi người nhìn cái chất lông này. Nhông lông nó ngắn tốn cực sát luôn. Mà nó cực kỳ là bóng luôn. Ui dồi ôi. Nghịch đấy. Thích nghịch nước lại ướt hết đây rồi. Thôi 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 bà ơi, xin bà đấy, ướt hết đây rồi. Cào. Cào luôn. Ôi trời ơi, còn con này nữa. Bẩn hết rồi. Này. Cào cào. Mặt đẹp lắm mọi người ạ. Mexico này được cái là kiểu là màu lông, cái chất lông nó ấy thì là nó là màu lông bóng này. Thứ hai là nó thiên về cái khung gọng to nên nó sau này con nó cực kỳ to luôn. Cào rồi này. Cào hết nước rồi thôi. Con ở trong, con ở ngoài. Thế có chán hay không thì nó cải thiện nhau như thế là cùng. Chưa chuẩn bị vào ăn đây nha. Đấy, ai thích màu đen tiền này thì có thể liên hệ cho em nhé. Rồi. Ngã luôn rồi, thấy chưa? Nào. Phần các lô này trong nhà hay luôn, cực đỉnh luôn. Này, Tuấn ơi. Cào sắp. Tuấn. Ăn gì đấy? Hả? Con này cực ngoan luôn mọi người ạ. Rồi thôi, vào nhá. Dậy đi, nhanh này. Dạ, xin chào mọi người.